Hãy tạm thời lưu trữ bộ não của bạn trong khi xem cuốn sách này. Triệu Huyền Miễu, một người dẫn chương trình bình thường không có gì lạ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện tài khoản nguyên thần của mình trở nên không thích hợp. Thăm cảnh xoắn ốc, đã thông quan tầng thứ nhất gian thứ nhất hay là một tin. Truyền hình trực tiếp mở ra, trọng đã thăm cảnh xoắn ốc. Người dẫn chương trình, anh đang nói đùa sao? Nhân vật cấp 10 làm sao có thể đánh qua thăm cảnh xoắn ốc? đậu má, người dẫn chương trình, vì sao anh đánh ra thương tổn màu sắc rực rỡ? Có phải mở rồi không? Ta đi, chẳng lẽ đây là phản ứng nguyên tố trong truyền thuyết? Bất quá phản ứng miễn dịch này vì sao không có thương tổn? Đây là vũ liêm kiếm. Nhưng tại sao hành thu của ngươi có thể đá ra hai cước? Uốt phát. Chủ trì đứng bất động liền đem mộc thuẫn khâu khâu côn đồ thuẫn bài đánh vỡ. Nhất định là mở treo. Triệu Huyền Miễu nhìn số lượng người xem không ngừng tăng lên trong phòng truyền hình trực tiếp, cùng với phát biểu kỳ quái của bọn họ, lâm vào trầm tư. Tình huống gì? Tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn thế giới nguyên thần người chơi trình độ, vậy mà giảm xuống một vạn lần. Chương 1 Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta hào không còn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thành phố Hát, 11 giờ tối ngày 15 tháng 9. Tạm biệt, tạm biệt chủ trì xuống trước nha ngày mai vượt sâu đổi mới lại giúp mọi người đánh nha triệu huyền miễu rất là nhiệt tình hướng trong phòng truyền hình trực tiếp lác đác không có mấy khán giả chào hỏi sau đó hắn đóng cửa phòng truyền hình trực tiếp ai thật sự là tâm mệt mỏi đánh hai cái thống khổ hào đánh xong về sau vậy mà còn mẹ nó cho ta hủy bỏ chú ý thời gian dài như vậy truyền hình trực tiếp vẫn luôn không nóng không lạnh mỗi tháng thời điểm vượt sâu đổi mới người xem ngược lại sẽ nhiều hơn một chút còn có thể có một ít ông chủ cho mình soát soát lễ vật lên tàu chỉ có thể nói cuộc sống như vậy miễn cưỡng duy trì không chết đói quên đi không tức giận nữa đi ngủ sớm đi triệu huyền miễu mơ mơ màng màng nằm lên giường rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp ngày hôm sau sáu giờ sáng triệu huyền miễu liền tỉnh lại rửa mặt đơn giản xong liền ra ngoài tập thể dục buổi sáng trải qua hai km chạy bộ buổi sáng ăn sáng ở một quán ăn sáng quen thuộc ông chủ như cũ đến ngăn kéo bánh bao triệu huyền miễu ngồi ở chỗ mình quen thuộc được rồi ông chủ hét to một tiếng lập tức mang đến một cái bánh bao thịt thơm ngào ngạt triệu huyền miễu vừa định ăn một cái liền thoáng nhìn trên trạm xe buýt xa xa vậy mà treo quảng cáo nguyên thần hướng về ngôi sao mai trong nước sâu khá lắm ngày hôm qua ra tiền tiêu hôm nay ngay tại xe buýt trạm thượng treo lên quảng cáo triệu huyền miễu sửng sốt một chút sau đó tầm mắt nhìn về phía càng xa ta đi lâu thể hình chiếu quảng cáo cả tòa cao ốc đều đang tuyên truyền nguyên thần phiên bản mới vẻ mặt triệu huyền miễu mơ hồ tình huống thế nào nguyên thần gần đây quảng cáo ác như vậy a à? sau khi ăn xong bữa sáng triệu huyền miễu nhanh chóng trở về nhà thuần thục mở máy tính mở phòng truyền hình trực tiếp nguyên thần khởi động mở cánh cửa quen thuộc kia ra một trận bạch quang lóe lên ai thể tháng của ta đâu triệu huyền miễu vẻ mặt mơ hồ tình huống thế nào quá hạn rồi sao triệu huyền miễu vỗ vỗ đầu mình nhưng thật sự không nhớ nổi rốt cuộc quá hạn hay không lúc này trong phòng truyền hình trực tiếp phát tới một màn đạn chủ trì hôm nay anh giật mình thẻ tháng ở đâu ra? Triệu huyền miễu không để câu này ở trong lòng, chỉ đơn giản hồi đáp. À, thật ngại quá, có thể là người dẫn chương trình nhớ lầm. Sau đó, hắn mới phát hiện, nhân vật của mình, vì cái gì không phải dừng ở phòng đang tân thánh di vật phó bản tội họa cuối cùng phía trước. Cũng chính là tân thánh di vật trục ảnh thợ săn cùng hoàng kim đoàn kịch bộ thu hoạch phó bản. Sắp tới Thủy Long Vương Na Duy Lai đặt cùng Thủy Thần Phù Ninh Na sắp tiến vào tạp trị, triệu huyền miễu một mực vì nàng soát lấy thánh di vật tình huống gì sao lại dừng ở chỗ gió nổi lên của muôn ra ai lên a à của tôi triệu huyền miễu nghi hoặc hỏi thiết chủ trì anh có thể đừng tự đại như vậy sao tiểu phá hạo của anh ai thèm lên chứ đúng 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 điểm truyền tống của muôn ra ta đã mở ba cái thậm chí còn mở ra một bảo rương liên tục hai màn đạn nhảy ra triệu huyền miễu nhướng mày trong lòng thầm nghĩ, đây là manh tân đi. Munra đã lái xe bao lâu rồi? Nhưng mà, khi Triệu Huyền Miễu nhìn thấy nhân vật của mình, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhân vật chính cấp 10, Amber cấp 10, Khải Á cấp 10, Lisa cấp 10. Triệu Huyền Miễu vội vàng ấn ESC, nhìn thoáng qua ID gốc trên bên trái, Huyền Miễu. Không sai a à, Triệu Huyền Miễu sau đó lại liếc mắt nhìn gốc dưới bên phải, chuỗi ID quen thuộc kia nhất định là tôi bị ảo giác đăng nhập lại lần nữa triệu huyền miễu lẩm bẩm rời khỏi nguyên thần sau đó đăng nhập lại sau khi nhập mật khẩu tài khoản chính xác trái tim triệu huyền miễu thấp thỏm bàn tay run rẩy lần nữa mở cánh cửa quen thuộc kia ra ngay khi triệu huyền miễu đầy cõi lòng chờ mong trước mắt một lần nữa xuất hiện vẫn là hình ảnh vừa rồi đậu má tài khoản của ta sao lại không có nhị mệnh lôi thần của ta mãn mệnh dạ lan a à, triệu huyền miễu sụp đổ lúc này màn đạn lại nhảy ra chủ trì cậu có phải tốt nghiệp học viện hí kịch không sao diễn giống vậy nhị mạng lôi thần mãn mạng dạ lan ngươi thật biết khoác lác kém không nhiều tôi nhất định là đang nằm mơ a của tôi làm sao có thể chỉ có mấy nhân vật cấp 10 như vậy tôi nhất định còn chưa tỉnh ngủ chủ trì anh nằm mơ chỗ nào Nguyên thần nhiều năm như vậy đều khó khăn như vậy, không nên trợn tròn mắt nói lung tung. Thằng cấp thăm dò rất khó. Hơn nữa nguyên thần không phải cái loại tùy tiện một cái tiểu xưởng có thể làm ra trò chơi à? Ta chơi nguyên thần chơi bao nhiêu năm ta là người biết rõ nhất. Bọn họ đều nhanh đem nguyên thạch tất cả đều móc cho ta. Thật sự nói lung tung, cho tới nay đều là độ khó này. Làm một nhiệm vụ liền cho đại lượng nguyên thạch, hố chỗ nào? qua nhiều năm như vậy phát sóng trực tiếp thời gian tăng dài không tăng có hay không cố gắng đánh quái thăng cấp nhiều năm như vậy đều là cái này độ khó ta thật sự sắp điên rồi triệu huyền miễu nhìn đến choáng váng sao lại phát động liên chiêu xin lỗi xin lỗi là vấn đề của tôi là vấn đề của người dẫn chương trình không nên tức giận triệu huyền miễu vội vàng xin lỗi sau đó tỉnh táo lại hắn một lần nữa mở ra tin tức cá nhân giao diện hắn nhìn đẳng cấp của mình 20 cấp, đẳng cấp thế giới một cấp, lâm vào trầm tư. T. Triệu huyền miễu hít sâu một hơi khí lạnh, sau đó mở ra thăm cảnh xoắn ốc quen thuộc, cũng chính là vực sâu tục xưng. Kỳ trước thông quan, gian thứ nhất tầng thứ nhất, tổng cộng thu hoạch một sao. Cái gì? Tầng thứ nhất gian thứ nhất. Còn chỉ có một ngôi sao. Triệu huyền miễu mặt đều nhanh co quắp. Đây đích thật là hào của mình, nhưng là bất kể là ai, vượt sâu chỉ có thể đánh tới tầng thứ nhất gian thứ nhất còn chỉ đạt được một khỏa tinh, vô luận đặt ở lúc nào, đều là phi thường nổ tung tồn tại. 666, người dẫn chương trình có thể A, à, với nhân vật của cậu, lại có thể lấy được ngôi sao đầu tiên của thâm uyên tầng thứ nhất, đã xem như bàn tay to rồi. Quả thật lợi hại, nhưng là, ta nhưng là thông quan tầng thứ nhất gian thứ nhất bắt được hai khỏa tinh, gian thứ hai bắt được một khỏa tinh, tổng cộng ba khỏa tinh đại năng ngưu bức a đại ca ngươi là như thế nào đánh qua có thể hay không phát cái video hướng dẫn a tà giang thứ nhất đánh như thế nào cũng đánh không tới hai sao a những lôi sử lai like mổ kia quá phiền triệu huyền miễu nhìn đám người mình đang nói chuyện trong đầu hiện ra một suy đoán lớn mật mình sẽ không phải là xuyên qua đi sau đó hắn rời khỏi vực sâu mở giao diện khu thương mại sau khi tìm kiếm Triệu Huyền Miễu lại hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên, hết thảy đều thay đổi, đây tuyệt đối không phải thế giới của mình. Chương 2 Chủ bá cùng như vậy, bốn cái mười cấp nhân vật đánh vượt sâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Toàn cầu thủ vị phát động quá tải phản ứng người chơi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Toàn cầu bài lệ, trong thời gian ngắn phát động ba loại nguyên tố phản ứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Giáo hội tất cả mọi người, như thế nào chơi nguyên thần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Độc chiếm học sức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Phá vỡ thế giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Trực tiếp giới kỳ tích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Thiên không sinh huyền miễu, nguyên thần vạn cổ như đêm dài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thế nhưng người xem không học thức, nhất cú ngoạ tạo hành thiên hạ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.